Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng nhà em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 2 tháng 2 năm 2021, thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có nhiều những cái dòng hàng lan đang nụ cho mùa hoa xuân hoa Tết này để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển, và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại thì cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Và mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho cả 3 vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị cái lô kiều vàng. Cái lô kiều vàng cô chú anh chị có thể thấy đây là hàng rừng cô chú anh chị nhé. Nhưng mà hàng cắt tỉa xanh mướt giống y như cái hàng vườn vậy ạ, rất là đẹp luôn. Hiện tại thì có nhiều cây đang sưng mắt nụ rất là lớn rồi cô chú anh chị này. Đó, kiều vàng, cây xanh và khỏe, rất là đẹp luôn. Em xin phép được bán với giá là 160.000 cho 1 kg kiều vàng nhé. Và tiếp sang bên này đây thì em có dòng lan hoàng thảo lụa vàng. Cái mặt hoa thì như hoa rất là bền hoa. Màu vàng, nói chung cái dòng hàng này thì không chỉ được người mình ưa thích, mà những người nước ngoài khi mà người ta đã được chiêm ngưỡng cái mặt hoa của cái dòng lan này thì đều cũng rất là ưa thích ạ. Cái dòng hàng này thì em bán với giá là 200.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Hoàng thảo lụa vàng ạ, thân căng mướt luôn cô chú anh chị này. Đó, thân rất là căng như khỏe đẹp như vậy, 200.000 cho 1 kg. Và tiếp sang bên này đây là hoàng thảo môi tua hay còn gọi là hoàng long vĩ. Thì cô chú anh chị thấy là hàng cũng căng mướt xanh đẹp như vậy, em bán 130.000 cho 1 kg. Và bên này đây thì em có dòng lan kiếm hồng hoàng. Dòng hàng này với sắc hoa đỏ đậm nhá. Em bán dòng hàng này với giá là 80.000 cho 1 kg kiếm hồng hoàng ạ. Và tiếp sang bên này là em có dòng hoàng thảo thập hoa. Hàng đang xuống hết, là đang thắt ngọn và xuống lá chuẩn bị cho mùa hoa xuân tới. Thập hoa em bán với giá là 130.000 cho 1 kg. Và bên này là em có dòng lan long tu đá. Long tu đá hàng hiện tại đang chuẩn bị là sưng mắt nụ rồi ạ. Em bán 110.000 cho 1 kg nhé. Tiếp sang bên này đây là em có dòng long tu xuân. Cô chú anh chị thấy là hàng thân căng, sạch sẽ, rất là đẹp như thế này. Nói chung cái lô hàng này về thì khá nhiều thân tơ cô chú anh chị ạ. Hàng này thì em cũng bán xô ngắn dài, nhưng mà tất cả thì đều rất là đẹp. Cây ngắn hay cây dài thì đều rất là đẹp. Em bán 220.000 cho 1 kg nhé. Và bên này đây là dòng lan hoàng lạp, những cái rễ vừa vừa nhỏ nhỏ. Nói chung là những cái rễ vừa rất là xinh, dễ ghép. Em bán 120.000 cho 1 kg cái dòng hoàng thảo hoàng lạp này. Và bên này là dòng sơn thủy tiên. Cô chú anh chị thấy là sơn thủy tiên thì rất là giống với cả hoàng lạp đúng không ạ? Nhưng mà cô chú anh chị nhìn kỹ thì có thể thấy là lá của sơn thủy tiên thì lá nó có phần là to hơn, và lá có phần tròn hơn, giả hành cũng vậy, nhìn rất là chắc khỏe. Sơn thủy tiên em bán 180.000 cho 1 kg nhé. Hoa của nó thì giống hoàng lạp, tuy nhiên thì cánh hoa, chùm hoa của nó cánh dày hơn, và bông hoa cũng vậy, cánh dày hơn ạ. 180.000 cho 1 kg sơn thủy tiên. Đó, em cũng đã để ra như thế này, cô chú anh chị có thể nhìn thấy cái lô hàng xanh đẹp như vậy. Và bên này là hoàng thảo chuỗi ngọc này, chú anh chị này. Hoàng thảo chuỗi ngọc, hàng bây giờ mùa này là mùa nụ, và dòng hoàng thảo thì mùa này xuống lá đây cô chú anh chị, như cành này không còn một tí lá nào, nhưng mà nụ đang ra nhọn hoắt rất là đẹp luôn như thế này. Dòng hoa có màu sắc rực rỡ và rất là bền hoa. Chuỗi ngọc đẹp từ thân lá đến hoa cô chú anh chị nhé. Em bán với giá là 190.000 cho 1 kg. Và bên này thì em có cái dòng lan hoàng thảo vảy rồng ạ. Những cái rễ vừa vừa như này này, hoàng thảo vảy rồng em bán 120.000 cho 1 kg. Và bên này đây là dòng lan ngọc thạch 3 màu. Ngọc thạch 3 màu này thì em xin phép được bán với giá là 150.000 cho 1 kg. Và em cũng xin nói là dòng hàng rừng ấy thì bao giờ cũng là một thân tơ kèm theo vài thân già cô chú anh chị nhé. Tức là thân tơ bao giờ cũng sẽ ít hơn thân già khá nhiều. Hiện tại thì cây đang bắt đầu là sưng nụ rồi ạ, 150.000 cho 1 kg thôi. Em còn có một cái phần dáng hương đuôi sắc, phần này cây lớn ạ. Em bán là 60.000 cho phần dáng hương đuôi sắc này. Em có hai phần đùi gà nhá. Hai phần đùi gà dẹt. Hai phần đùi gà dẹt mỗi một phần đây.
mỗi một phần như thế này để cô chú anh chị làm giống, cũng như có thể vẫn có cây đang có nụ luôn cô chú anh chị này. 50.000 cho một phần đùi gà dẹt này. Và bên này thì em có một cái phần chầm tím ạ. Đây ạ. Cái chỗ chầm tím này. Chỗ chầm tím này đủ cô chú anh chị làm một giò rất là đẹp. Em bán 150.000 cho chỗ chầm tím này nhá. Và một phần đùi gà tròn, một phần đùi gà tròn hàng đang nụ này cô chú anh chị này. Đó, đùi gà tròn thân căng mướt luôn đang nụ. Cái chỗ đùi gà tròn này em bán với giá là 60.000 đủ cho chú anh chị là một giò. Và dề đùi gà tròn này thân căng mập nú như vậy ạ. Cái dề đùi gà tròn này em xin phép được bán với giá là 100.000 nhá. Cho dề gà tròn này. À, giò cái này thì là kiểu dạng nguyên bản ấy cô chú anh chị này. À, giò gà tròn nguyên bản nhá. Ở đây em có hai phần tóc tiên. Mỗi một phần như vậy đủ cô chú anh chị làm một giò to luôn đấy ạ. Tại vì tóc tiên này của vùng Cao Bằng bên em ấy, một nhánh như vậy nhìn mảnh rẻ nhưng mà khi mà sổ hoa nó có thể cho hai cái chùm hoa nhé, hai chùm hoa màu trắng họng họng đỏ rất là đẹp. Một phần như vậy với giá là 50.000. Và hoàng thảo kèn thì cô chú anh chị có thể lấy theo cân hoặc là cô chú anh chị có thể lấy theo phần. Hoàng thảo kèn thì em bán với giá là bao nhiêu nhỉ? Hoàng thảo kèn thì em bán với giá là 660.000 trong 1 kg. Hoặc là cô chú anh chị mình có thể lấy theo phần như thế này. Đó, hàng thì hiện tại là đều đang nụ nhá. Đều đang nhú nụ, nứt nụ như vậy hết rồi. Và mầm gốc thì cũng đang bắt đầu là nhú lên. Nói chung là thời điểm đẹp để cô chú anh chị có thể sưu tầm cho mình những giò kèn để ngắm hoa. Và một phần hoàng thảo kèn như thế này. Em bán một phần như vậy với giá là 130.000 cho một phần cô chú anh chị nhá. 130.000 cho một phần hoàng thảo kèn như thế này. Đủ cô chú anh chị có thể làm một giò kèn để sưu tầm được ngắm hoa nhá, làm giống nhá. Và bên này thì em có dòng hài hương này cô chú anh chị này. Hài hương thì cây hài hương này ở trên rừng ấy thì cây cô chú anh chị thấy là nó cũng rất là khỏe đẹp thôi. Tuy nhiên thì những cái lá của nó có thể là bị rêu bám này hoặc là có thể bị sâu cắn. Cây này thì em thấy có phần là sâu cắn nhiều hơn so với những cái dòng hài khác. Không biết là cái thân của lá của nó có thơm hay không nhưng mà sâu bị sâu cắn nhiều hơn. Đó, nhưng mà cái dòng hàng này là hài này là một trong ít những cái cây hài mà có hoa thơm và hương bông hoa rất là to nhé. Hài hương em bán cho 1 triệu cho 1 kg. Hoặc cô chú anh chị mình có thể lấy theo hình như thế này cũng được này. Lấy theo hình như vậy cũng được. Em xin phép được giới thiệu một số hình. Em đã chia để cô chú anh chị có thể cùng ngắm và chọn hình cho em. Hình số 25 này, hình hài hương 25, hình này có 6 cây nhá. Em bán 120.000 cho hình 25 ạ. Và hình 26, 120.000 cho hình 26 này. Hình này có 6 cây ạ. Và hình số đây cô chú anh chị nhìn thấy như vậy thôi nha, cây rất là khỏe này. Như cây này thì cái lá của nó bị rêu bám này, mầm gốc thì cũng đang lên mới này. Đó. Nói chung là mùa này đang là mùa sinh trưởng mới của cái dòng hài hương nhá. Hình tiếp theo là hình số 27, 150.000 cho hình 27 có 15 cây luôn ạ. 15 cây giống luôn cô chú anh chị nhá. Đó. Tiếp theo là hình số 28 thì có 14 cây hài giống cũng 120.000. Hài giống đến hài nhỡ rồi. Hình tiếp theo là hình số 29. Hình 29 này có 7 cây. Cô chú anh chị nhìn lá có vẻ vàng như vậy thôi nhá. Cây nó rất là khỏe, có lẽ là cái hàng này nó ở ngoài nắng nhiều hay là như thế nào đó thì cái lá của nó có phần hơi vàng. Đấy, cái hình này thì em bán với giá là 120.000 có 7 cây nhá. Tiếp theo là hình số 30 này, hình số 30. Hình số 30 này có 5 cây em bán 120.000. Hình số 31 6 cây 100.000 thôi. Đó, 6 cây này 100.000. Hình số 32 cũng 6 cây 140.000. 6 cây. 1 2 3 4 5 6 cây như vậy này. 140.000 cho hình này, nhìn cái lá vàng không phải là cái hàng về để lâu mà là có thể là nó ở chỗ nắng nhiều chú anh chị nhá. Và tiếp sang bên này đây là em có những cái chậu trà đỏ. Cái dòng hàng mà cái hoa của nó tượng trưng cho sự thịnh vượng và tài lộc cô chú anh chị nhé. Cái dòng này thì hoa của nó sẽ thường là mỗi một năm thì nó sẽ nở hoa vào thời điểm Tết. Thời điểm Tết đó. Và bông hoa thì phải nói là khi mà nó nở nhá, hiện tại thì như cái chậu tất cả thì đều đang như vậy thôi. Tức là nó sẽ rất là chuẩn hoa Tết. Như chậu này thì nó hơi quá rồi này. Tức là cây này đã bắt đầu là chúm chím nở rồi. Thì so với Tết là nó sẽ hơi quá một chút. Còn những cái chậu này ấy, thì tất cả là đều sẽ chuẩn hoa Tết cho cô chú anh chị mình đấy ạ. Cây tán tròn và nó phù hợp với cả khí hậu của mọi địa phương cô chú anh chị nhá. Thì em bán một chậu trà đỏ như vậy ạ. Một chậu trà đỏ khi mà nó sổ bông hoa nó mà nở hết ấy, thì cái bông hoa của nó cánh kép và nó phải to bằng cái bàn tay. Bông hoa cực kỳ là đẹp xuất sắc luôn ạ. Và một chậu trà đỏ như thế này thì em xin phép được bán với giá là 180.000 cho một chậu nhá. Và tiếp sang bên này đây là những cái chậu càng cua. Bông hoa của nó đỏ rực rỡ như là và nở như là những cái ngọn đuốc luôn. Một cái chậu càng cua như thế này này, hàng đang nụ hoặc là đang hoa.
Nó trên mỗi một chậu càng cua như thế này, cô chú anh chị thấy là nụ của nó cũng rất là nhiều màu sắc khác nhau. Một chậu như vậy thì nó sẽ có tất cả là 3 màu sắc trên một chậu, cô chú anh chị nhé. Trên một 3 màu sắc trên một chậu và rất là nhiều nhiều thân như thế này đây ạ. Em bán với giá là 80.000 cho một chậu càng cua nhé. Đó, 80.000 cho một chậu càng cua. Hàng này thì nó sẽ cho hoa mình liên tục, cô chú anh chị thấy này. Có những cây nụ lớn, có những cây cái nụ vừa mới li ti vừa mới đang lên. 80.000 cho một chậu càng cua, cô chú anh chị lấy 2 chậu. Em xin phép để với giá là 150.000 cho một cặp nhé. Và tiếp sang bên này đây là dòng lan cát Lai A. Dòng lan cát một lá với bông đại, cô chú anh chị nhé. Bông đại và hoa thì cực kỳ là thơm. Nó được mệnh danh là nữ hoàng của các loại lan. Cái dòng hàng cát này thì cô chú anh chị, mặt hoa thì của nó thì xổ số thôi. Tất cả mọi cái chậu bây giờ thì nó đều đang mèo nụ hết nhá. Tất cả là đều đang mèo nụ hết như thế này cô chú anh chị này. Đó, tức là cô chú anh chị có thể được thưởng thức hoa Tết này hoặc là đầu xuân tới ạ. Và một chậu cát đẹp tuyệt vời và hương thơm ngát như thế này. Em xin phép được bán với giá là 130.000 cho một chậu nhá. 130.000 cho một chậu cát Lai A. Dòng hàng tất cả là đều đang nụ cho cô chú anh chị mình có thể được thưởng thức trong thời gian tới. Và dòng này thì hoa nó cực, dòng lan rất là dễ thuần, dễ chăm. Mà nó không phải cho hoa một mùa mà nó sẽ cho hoa mình quanh năm luôn. Tại vì là khi mà cái mầm tơ mới lên ý, thì từ những cái mầm tơ đó một dạo là bắt đầu là sẽ cho mèo cho nụ đấy ạ. Mà hoa thì thơm và rất là bền, bông hoa to, cực kỳ là rực rỡ. Sở hữu cái mặt bông nào thì cũng đều rất là đẹp luôn. Cô chú anh chị nhìn này. Và tiếp sang bên này đây là những cái chậu đai châu Thái nhá. Mỗi một chậu như vậy thì sẽ có 3 cặp lá. Thì bình thường là hàng bình thường ấy thì em bán với giá là 100 cây thì nó đang nụ này cô chú anh chị này. Cây thì có nụ, cây thì không. Nói chung là bình thường em bán 130.000 cho một chậu thì nó cũng rất là xứng đáng với giá 130.000 đúng không ạ? Tuy nhiên thì ngày hôm nay thì em còn bán 1-2 hôm nữa thôi là em sẽ nghỉ Tết rồi. Nên là cái chỗ hàng này thì em sẽ bán, gọi là bán để giảm giá cho cô chú anh chị. Chỉ còn với giá là 110.000 cho một chậu thôi nhá, cô chú anh chị nhá. 110.000 cho một chậu đai châu Thái. Đây thì em sẽ có các màu sắc, đó là màu hồng phấn, màu bò sữa. Hoặc là màu hồng phấn, màu phấn này, màu bò sữa này, màu tím đốm. Cây có thể có nụ hoặc là không có nụ nhá, cô chú anh chị nhá. 110.000 cho một chậu đai châu có 3 cặp lá rất là xinh đẹp như thế này đấy ạ. Và bên này đây sẽ là những cái chậu trầm rồng đỏ. Tất cả thì đều đang chi chít là nụ như thế này, cô chú anh chị nhìn cho em nhá. Tất cả mọi cái chậu trầm rồng đỏ thời điểm hiện tại là đều đang nhú nụ như thế này hết rồi. Thì cái hàng này thì có lẽ là bình thường cái trầm rồng đỏ nó sẽ nở hoa với thời điểm Tết. Nhưng những cây trầm rồng đỏ này thì so với Tết có lẽ là nó sẽ không nở Tết được. Mà nó sẽ nở vào đầu xuân, tức là sau Tết một xíu. Tại vì là nụ của nó tất cả đều đang nhú nụ như thế này hết rồi mà cô chú anh chị. Đó thì mình không được thưởng thức hoa Tết nhưng mình được thưởng thức hoa vào thời điểm là đầu xuân năm mới. Thì em nghĩ là cũng sẽ tạo cho cô chú anh chị một cái cảm xúc rất là tích cực. Một cái cảm giác một cái năm mới. Cô chú anh chị sẽ khi mà được thưởng thức những cái bông trầm rồng đỏ này ấy, thì sẽ cho cả cô chú anh chị, tạo cho cô chú anh chị một cái động lực, một cái cảm xúc rất là hưng phấn về một cái năm mới đầy may mắn và thịnh vượng cho gia đình ạ. Dạ. Với bông hoa trầm rồng đỏ tất cả thì đều đang nụ như thế này. Chi chít là nụ luôn cô chú anh chị nhé. Đây cô chú anh chị ngắm cho em một thân. Đó. Tất cả mọi cây nó đều nụ như thế này hết cô chú anh chị này. Thì ở đây thì em sẽ bán theo hình này, em xin phép được giới thiệu từng hình một nhé. Trước tiên là cái hình số, hình này là hình số 1 ạ. Hình số 1 này có 3 thân chi chít nụ luôn cô chú anh chị này. Em bán chậu này với giá là 400.000. Cô chú anh chị biết rằng cái dòng trầm rồng đỏ thì chưa bao giờ hết giá trị luôn. Mà cô chú anh chị chơi hoa này thì không bao giờ là lãng phí luôn. Bởi vì cô chú anh chị chơi xong rồi, mình có thể cắt thân già để ươm ti và đợi những cái mầm gốc mới để nó lên, cô chú anh chị được chăm sóc nhé. Này, cây thì cũng đang bắt đầu nứt mầm gốc này. Đó. Và cũng đang nụ như thế này này. Đấy, nên cô chú anh chị chơi là không bao giờ gọi là lãng phí mà cực kỳ là kinh tế luôn. Chậu này em bán 400.000 thôi cô chú anh chị nhá. 400.000 cho một chậu trầm rồng đỏ. Ba thân năng nụ chi chít như vậy. Tiếp theo là hình số 2, chậu này một thân duy nhất ạ. Siêu nụ luôn ạ. Cái chậu này thì em xin phép bán 150.000 cho một chậu một thân này. Và chậu số 3. Em dám khẳng định rằng với một thân như vậy thôi cô chú anh chị cũng khi mà nó sổ hoa ngắm cũng rất là đã mắt luôn rồi đấy ạ. Bởi vì cô chú anh chị nhìn ạ, cái dàn nụ của nó kìa. Đó, thì cô chú anh chị thấy là mình rất là đã mắt luôn. Còn nếu là chậu, những cái chậu mà nhiều thân thì quá là rực rỡ đúng không ạ? Hình tiếp theo là hình số 3 với giá 300.000 cho chậu này 2 thân cô chú anh chị này. 2 thân ạ. Và tiếp theo là chậu số 4, chậu này 3 thân nhá. Chậu này 3 thân đây cô chú anh chị. Chậu trầm rồng đỏ 3 thân này.
đều đang nụ hết. Chậu này thì em xin phép được bán với giá là 360.000. Tiếp theo là chậu số 5. Chậu số 5 này em có hai thân ạ. Đây ạ, hai thân chi chít nụ như vậy đây. Chậu này em xin phép bán 280.000. Đã phân nụ luôn rồi đây cô chú anh chị này. Cây thì nhú ra, có cây nhú ra như những hạt thóc, cây thì bắn hẳn đã phân nụ rồi. Hình tiếp theo hình số 6, chậu này có ba thân rất là cao. Rất là cao và đẹp luôn. Đó, rất là cao đẹp luôn. Cái chậu này em bán 500.000 nhá. Hình tiếp theo là hình số 7 ạ. Hình số 7 này. Nói chung là chậu nào cũng siêu nụ luôn ạ. Chậu số 7 này có hai thân. Đấy, nụ tăm tắp rất là đẹp như vậy. Chậu này em bán 300.000 cho hình số 7. Tiếp theo hình số 8. Hình này thì em có cũng ba thân nhá. Hình số 8, ba thân cực nhiều nụ như vậy. Chậu này em bán với giá là 420. Và chậu số 9, chậu này cũng một thân thôi ạ. Một thân thôi gây cô chú anh chị này, nhìn cái nụ của nó kìa. Đó, và chậu này em bán với giá cũng 150.000 nhá. Có một cái mầm ngắn hơn bên dưới này nữa. Tiếp theo là chậu số 10, 260.000 thôi. Chậu này có hai thân luôn ạ, quá xinh luôn ạ. Cô chú anh chị nhìn cái dàn nụ của nó kìa. Đó, từ cái dưới chân như thế này, cô chú anh chị thấy là đều đã nứt nụ lên rất là đẹp như thế này ạ. Đó, giờ này em bán 260.000 ạ. Tiếp theo là hình số 11. Hình này có một thân duy nhất ạ. Chậu này một thân duy nhất nhá. Em bán chậu này với giá 130.000. 130.000 cho thân này. Tiếp theo là hình số 12. Bình thường cô chú anh chị thấy là ở trầm rồng đỏ thì giá của nó không rơi dưới 200.000 đúng không ạ? Mà một thân trầm rồng đỏ cô chú anh chị được ngắm hoa nụ chi chít như vậy mà chỉ có 130 thì nó quá là giá yêu thương cho cô chú anh chị luôn nhá. Tiếp theo là hình số 12 này. Hình này với giá là chậu này với hai thân ạ. Hai thân đang nụ với một thân ngắn ở bên dưới này nữa. Chậu này em bán 300.000. Tiếp theo là hình số 13, chậu này cũng hai thân. Hai thân này em cũng bán với giá là 300.000 ạ. Và hình số 14. Hình này thì cô chú anh chị nhìn cho em, tất cả là hai này, ba này. Ba thân cao và thêm hai thân ngắn ở bên dưới này nữa. Giờ này em bán là giờ này em xin phép được bán với giá 350.000. Đó, 350.000 cho chậu này nhá. Tiếp theo là hình số 15. Hình số 15 là 4 thân này. 4 thân trầm này, chậu này em bán 400.000. Đó, tính ra mỗi một thân chỉ có 100.000 đúng không ạ? Rất là yêu thương cho cô chú anh chị. Rồi tiếp theo là hình số 16. Hình số 16 này, cái này là một chậu giả hạc hồng ngọc. Thân căng mướt nhá, một chậu duy nhất thôi. Với màu sắc hoa hồng ngọc tím đậm đà, rất là đẹp. Hồng ngọc rất là đẹp luôn. Chắc chắn nó không làm cô chú anh chị thất vọng khi này em bán 260. Giả hạc phát này, chậu giả hạc phát này nhá. Hàng xuống hết lá chuẩn bị chờ hoa. Cái giò này em bán với giá là 17 ạ, 140. 18 này cũng bán với giá là 140 này. Tiếp theo là hình số 19. 19 là em có hoàng thảo thập hoa, một phần thập hoa như vậy đấy ạ. Một ôm to, một phần rất là nhiều như vậy luôn, chỉ 70.000 thôi là hình 19. Hình 20. Hình 20 này 60.000 này, chỗ này có 3 4 dề gì đó. Có 60.000 cho cả một phần thập hoa như vậy nhá. Hình 21 cũng 60.000 thôi. Đó, còn một ít hàng nên em sẽ bán rẻ. Giá yêu thương để cô chú anh chị mình sưu tầm. Tiếp theo là hình số 22 cũng chỉ 60.000 này. Hình số 23 chỗ này em bán cũng bao nhiêu nhỉ? 70.000. Đó, 70.000 cho hình số 23 này. Và hình số 24 em có một duy nhất một chậu trầm rồng đỏ lá biên. Rồng đỏ lá biên này thì có tất cả là đây cô chú anh chị này. Dòng lá biên biên khá là nhiều nhá. Thì cái dòng hàng này cô chú anh chị có thể về được thưởng thức hoa trong Tết tới này. Và đồng thời cô chú anh chị có thể làm giống luôn. Đó. Lá biên người ta còn gọi là lá phát tài phát lộc đấy ạ. Cái chậu này thì em bán với giá là 280.000 nhá. 280.000 cho chậu này có 5 ngồng hoa. Nồng hồng ngồng này thì hơi sứt một xíu. Thực ra thì nó có tất cả là 7 ngồng đấy. Đó. Chậu này em bán 280.000 ạ. Ngoài ra thì em có thêm rất là nhiều những cái đặc sản của vùng rừng Cao Bằng để giao lưu cùng cô chú anh chị nhé. Trước tiên là em, nếu như cô chú anh chị nào mà muốn được thưởng thức cái lạp sườn của vùng Cao Bằng bên em thì cái hàng mà được làm từ thịt lợn đen này, ướp gia vị rồi là phun khói và phơi khô nhé cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào lấy thì em sẽ bán với giá là 330.000 thì sản phẩm thì em cũng không để ở đây. Nếu như cô chú anh chị nào mà muốn thưởng thức thì em có thể gửi cho cô chú anh chị. Hàng đã được hút chân không. Thì nói chung ở vùng Cao Bằng trên em ấy, thì gần như gia đình nào Tết thì cũng có một ít lạp sườn.
Nói chung là nó cái hàng này thì nó như là kiểu một thức ăn dự trữ ấy, nhưng mà nói chung là kiểu dạng như là cũng là cái đồ đặc trưng vùng biển. Em bán 330.000 cho 1 kg lạp sườn. Còn cái sản phẩm tiếp theo đây chính là cái dòng miến phia đén của chính chị nhá. Miến phia đén này thì cái hàng này, sản phẩm này thì 100% là được sản xuất từ củ rong giềng, không sử dụng chất tẩy rửa, không sử dụng chất bảo quản, nói chung là rất là tốt đối với sức khỏe. Và khi mà cô chú anh chị được thưởng thức cái miến này thì cô chú anh chị sẽ cảm thấy là nó rất là thanh mát. Và sợi miến thì khi cô chú anh chị nấu nhé, không bị trương bở và trong dai rất là ngon. Một cái cân miến của vùng Phia Đén nguyên bình xin phép bán với giá là 130.000. Cô chú anh chị được rất là nhiều luôn cô chú anh chị nhé, 130.000 cho một bọc miến như vậy. Và miến án lại nó là khối lượng là 1 kg ạ. Và miến án lại thì cũng 1 kg, cũng là của vùng Cao Bằng nhé. Thì miến án lại em bán là 100, miến án lại thì em sẽ bán với giá là 110.000 cho 1 kg. Và bên này là đặc sản nấm hương. Đấy. Cô chú anh chị nhìn thấy là đây là nấm hương của rừng Cao Bằng nhé. Một sâu nấm hương như thế này thì em bán 20.000 cho một sâu. Hoặc cô chú anh chị có thể lấy luôn cả một túi như thế này, nó là một nửa kg. Đó. Rất là thơm, em bán một túi như vậy với giá là một nửa kg ấy thì sẽ là 150.000 nhá. Và sim khô này, sim khô ạ, em bán là 100.000 trong 1 kg. Táo mèo cũng 100.000 trong 1 kg. Và chuối hạt nguyên quả để cô chú anh chị ngâm rượu này. Chuối hạt này thì em bán với giá là 130.000 trong 1 kg. Và măng khô này, măng khô này thì em bán với giá là 145.000 cho một nửa cân măng khô nhé. Và nấm ngọc cẩu với giá là 300.000 cho 1 kg. Ba kích khô 450.000 cho 1 kg. Và đặc biệt lấy sản phẩm chè này, chè này cũng là của vùng Phia Đén. Có chú anh chị tìm hiểu về địa lý thì sẽ biết là cái vùng Phia Đén thì cái độ cao của nó trồng ở trên Phia Đén nhé, chè ô long ạ, trồng ở cái vùng Phia Đén với độ cao trên 1.000 m², quanh năm sương mù bao phủ cũng như là cái khí hậu rất là mát mẻ. Và ở đây thì cái cây cây chè ô long này này được 100% bón bằng những chất hữu cơ và rất là lành lành đối với lại sức khỏe. Cô chú anh chị thưởng thức cái chè này sẽ cảm thấy vị thanh, nước xanh, ngọt, rất là ngọt, uống rất là tuyệt vời luôn. Một cái túi chè ô long như vậy với khối lượng là một nửa kg em bán là 160.000 nhá. 160.000 cho một túi chè ô long với khối lượng là một nửa kg, 1 kg là 320.000 ạ. Và bên này là hà thủ ô đỏ, em bán với giá là 300.000 cho 1 kg. Và cái hoàng tinh với giá là 200.000 cho 1 kg. Em có thêm cái đây, cái sản phẩm là chè sơn mật hồng sâm. Cô chú anh chị thấy là nhiều nơi người ta bán chè sơn mật hồng sâm, nhưng cô chú anh chị nhìn kỹ giúp em, cái chè bên em thì nó có rất là nhiều hoa như thế này cô chú anh chị nhá, rất là nhiều hoa luôn. Là khi mà cô chú anh chị uống sẽ cảm thấy là cái vị ngọt thanh rất là tuyệt vời. Cái chè sơn mật hồng sâm này em bán với giá là 80.000 cho một túi như vậy nhá, một nửa cân. Em có thêm rễ mú tần này để ngâm rượu này với giá 130.000 cho một túi 1 kg. Gửi tầm gửi cây gạo đỏ 210.000 cho 1 kg. Tầm gửi nghiến 190.000. Và tầm gửi cây chanh với giá là 230.000. Và cái dâm dương hoắc với giá là 150.000 cho một túi như vậy, một bọc như vậy này. Và chè, chè rào khẩu lam, một hộp như vậy có 20 túi lọc bên trong em bán với giá 60.000. Hoặc cô chú anh chị mình có thể lấy cả một cái hộp như thế này thì em bán với giá một hộp như vậy có 4 cái hộp nhỏ bên trong nhá. Đóng hộp rất là lịch sự và trang nhã như thế này em bán với giá là 220.000 cho một hộp ạ. Ngoài ra thì em vẫn có thêm rất là nhiều những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan này. Em có hùng nguyễn với giá là 25.000 cho một lọ và 50.000 cho một cặp đôi nhé. 25.000 cho một lọ và 50.000 cho một cặp đôi như vậy. Duy đỏ, duy xanh 50.000 cho một ống này. Duy đỏ 60.000 cho một ống. Liền da, keo liền da mịn sẹo đen 50.000 cho một lọ. Điền da Mỹ Tiến với giá là 40.000 cho một lọ. Và siêu da rễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ này. B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón lá này 30.000 cho một lọ nhé. Ba cái loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát dành cho ba giai đoạn phát triển của cây. Đâu nhỉ? Thì em cũng bán đồng giá là 30.000 cho một lọ.
cát tan 35.000 cho một lọ đặc trị thối nhũn, và kin kin boom đặc trị thối nhũn 25.000 cho một lọ, và bả sen 2.000 cho một gói. Cái hộp phân bón dạng túi lọc cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng trong mọi giai đoạn phát triển và kích thích da rễ cực mạnh luôn, với giá là 35.000 cho một hộp, có 20 túi lọc bên trong. Atonic này 10.000 cho một gói này, rồi là thuốc trị rệp và các loại sâu gây hại cho cây trồng, thuốc trị rệp và các loại sâu gây hại cho cây trồng với giá là 20.000 cho một gói này, dưỡng chất AB với giá là 85.000 cho một lọ như vậy, và vỏ thông phân dê đồng giá 20.000 trong kg, rêu rừng 50.000 trong kg, và sản phẩm tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng 40.000 cho một lọ. Rất nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí và giảm đau rất là hiệu quả. Ngoài ra thì nó có cái mùi hương rất là dễ chịu, tạo cảm giác thư giãn và an thần rất là tuyệt vời. 40.000 cho một lọ, thể tích 10ml nhé. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hôm nay bên em đang có, và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip bên cơ sở làm dược.